Hôm nay mình giới thiệu với các bạn và cả nhà dòng sản phẩm máy tính HP. Nếu các bạn và cả nhà ai muốn mua thì liên hệ với mình nhé. Giá khoảng 700 USD và các bạn trả tiền ship. Mình sẽ ra chỗ ship hàng trực tiếp hỏi chủ cửa hàng giá ship bao nhiêu thì cho các bạn biết, rồi sẽ ship thẳng trực tiếp đến địa chỉ nhà của các bạn luôn. Đây là thông tin kỹ thuật của dòng sản phẩm HP này. Mời các bạn và cả nhà xem. Đây, mình vừa mới unbox cái hộp, mở hộp ra. Nó sản phẩm này chỉ có một màu thôi nha các bạn, đó là màu bạc. Mình thấy nó cũng mỏng nhẹ. Các bạn nhìn bên hông là cũng mỏng nhẹ mà màn hình cũng to đẹp, dễ sử dụng để dành cho mấy bạn sinh viên nào học đại học cao đẳng dễ.